hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải cái bản cập nhật Delete Evo 10 này Các bạn hoàn toàn có thể cài đặt mới hoặc là các bạn nâng cấp phiên bản Delete Evo 9.3 của các bạn lên phiên bản Delete 10 Thì để tải được cái phiên bản Delete Evo 10 này các bạn vào cho mình cái link này Link này mình sẽ để bên dưới mô tả của video này Các bạn nào cần các bạn vào các bạn download về Các bạn nhấn cho mình phím download này nè Sau đó các bạn tải cái file về Thì ở đây mình có tải sẵn cho các bạn rồi thì cái phiên bản Delete Evo 10 này nó cập nhật cho bạn các cái tính năng gì các bạn có thể thấy là nó cập nhật thêm tính năng là tính toán chiếu sáng thoát hiểm thì đối với các phiên bản Delete Evo lần trước á, thì nó không có cái phần tính toán chiếu sáng thoát hiểm này thì theo xu hướng hiện tại á, sắp tới có thể Delete nó sẽ bỏ luôn phần mềm 4.13 nên bây giờ nó là bắt đầu dần cập nhật các cái tính năng của Delete 4.13 vào Delete Evo 10 đầu tiên đó là tính năng về tính toán chiếu sáng chỉ dẫn thoát hiểm ở đây các bạn có thể thấy nó có đầy đủ các tính năng thì video hôm nay á, mình chỉ tập trung để hướng dẫn các bạn cài đặt thôi. Mình sẽ có một video riêng hướng dẫn cho bạn cách tính toán chiếu sáng thoát hiểm với phần mềm Delete Evo 10 này. Ngoài ra nó cập nhật cho mình thêm rất nhiều các cái tính năng mới ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể đọc để tham khảo thêm. Ví dụ như có hỗ trợ cho mình tính năng là review kết quả theo màu khá là hay. Và các điều kiện cài đặt tính toán. Rồi kết quả tính toán. Đó nó review cho mình rất là nhanh luôn nè. Rồi nó hỗ trợ cho mình cái phần layout mới trong cái phần báo cáo. Nó hoàn toàn là New Layout so với phiên bản 9.3, 9.2 gì đó Hỗ trợ thêm cho các bạn là các cái tính năng mở rộng về điều khiển màu Đó các bạn có thể xem kết quả theo cái phần màu này Các bạn có thể chỉnh định và các bạn xem mỗi cái đèn nó sẽ phân bố một màu cho các bạn Để các bạn kiểm soát kết quả rất là hay Đó là các cái tính năng mới bên trong Deluxe Evo 10 Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cho các bạn Đầu tiên để cài đặt đó, các bạn tắt hoàn toàn Deluxe các bạn nha Nếu các bạn nào đã có Deluxe trong máy Thì các bạn tắt cái phiên bản đi này xuống đi sau đó các bạn tiến hành là chạy cái file cài đặt này. Thông thường khi cài đặt các phần mềm mới các bạn nên nhấn chuột phải và chạy với quyền admin cho mình. Sau đó các bạn chọn Z để chạy với quyền admin. Thì các bạn cài đặt với điều kiện admin nó sẽ đỡ lỗi hơn là các bạn cài đặt thông thường các bạn double clip vào cái file cài. Thì nếu trong trường hợp cái máy tính các bạn có cái phần mềm sẵn về delete thì các bạn chọn OK. Còn nếu máy tính các bạn chưa cài bất kỳ gì hết thì các bạn chọn NET nha. Bây giờ máy tính mình đã có phiên bản 9.2 cũ rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn OK để tiếp tục cập nhật lên phiên bản mới. Và các bạn tiến hành nhấn NET thôi. Rồi các bạn sẽ tiến hành Update lên cho mình. Các bạn chọn NET. Phần mềm DLX Evo này cài đặt rất là dễ nha các bạn. Các bạn chỉ cần là NET, NET và xong thôi. Bây giờ nó xong rồi là các bạn Các bạn bỏ dấu chắc rồi đi Các bạn không cần cài cái phần này, Wrap and drop đâu Sau đó các bạn nhấn finish Như thế là các bạn đã cập nhật lên phần mềm Delete Evo 10 Bây giờ mình sẽ mở lên và cho các bạn thấy các tính năng mới của Delete Evo 10 Cái icon nữa thì nó giống y chang Delete Evo 9 nha các bạn Tương tự như Delete Evo 9 đó, Nó có hỗ trợ cho các bạn là xuất ra các báo cáo bao bôi nè Excel này, Word này có đầy đủ cho các bạn luôn khi các bạn khởi động phần mềm á nó sẽ có cái hộp thoại như thế này các bạn tiến hành là feedback gửi về dealer á là thông thường mình sẽ là gửi để họ lấy cái thông tin đó, để biết là ai là người dùng cái phần mềm này nhiều nhất nếu mình là kỹ sư điện thì các bạn nhập vào đây còn nếu là các bạn là người dựng phim làm phim training center gì đó thì các bạn nhập vào đây để họ biết họ khảo sát họ lấy các cái thông tin để sau này họ cập nhật lên cái phần mềm cho nó phù hợp sau đó các bạn nhấn nút send bây giờ mình sẽ vào thử một cái dự án xem sao cái này là lần đầu tiên mình trải nghiệm nha các bạn Mình cũng chưa xài cái phần mềm phiên bản này Đây các bạn thấy không Phần tính toán chiếu sáng tốt hiểm được cập nhật ở đây nè Thêm cái công cụ tính toán chiếu sáng tốt hiểm này khá là hay Ngoài ra nó cập nhật cho mình cái phần là tài liệu new layout Đó các bạn thấy không Toàn bộ new layout này nó sẽ là layout mới các bạn Đó là các cái tính năng mới bên trong phần mềm lớp 10 Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tính mô phỏng chiếu sáng khẩn Bên trong phần mềm DLS10 để các bạn nào quan tâm có thể tham khảo nếu các bạn xem xong video này mà các bạn cài đặt nó bị lỗi hoặc là xảy ra vấn đề gì đó liên quan đến DLS thì các bạn nhớ comment bên dưới mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn và hướng dẫn các bạn cài đặt thành công nếu các bạn thấy video này hữu ích nhớ đăng ký kênh của mình bật chuông thông báo like và share các video trên kênh giúp mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại